Cát Tường dựng làm MC. Nghệ sĩ cho biết sẽ tạm ngừng công việc MC sau 6 năm đồng hành với nhiều show hẹn hò. Cô tập trung cho điện ảnh và sân khấu. Tối ngày 6 tháng 2, Cát Tường thông báo chính thức tạm ngừng công việc dẫn chương trình cho các show hẹn hò. Diễn viên cho biết buồn và tiếc nuối khi quyết định chia tay những chương trình gắn bó trong 6 năm qua. Cát Tường nói thời gian tới chỉ muốn tập trung cho điện ảnh và sân khấu. Gần nhất, nữ diễn viên 45 tuổi cùng Việt Hương và Minh Nhí ra mắt vở diễn mới tại sân khấu kịch Trương Hùng Minh. Cát Tường được khán giả biết tới qua các vai diễn trong phim Gió Qua Miền Tối Sáng, Đồng Tiền Xương Máu, Cô Gái Xấu Xí. Nhà Có Năm Nàng Tiên, Tí Tôi Là Cao Thủ. Những năm gần đây, chị đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong nhiều show hẹn hò như Chân Ái, phát trên VTV3. Bạn Muốn Hẹn Hò, Hẹn Ăn Trưa, Ghép Đôi Thần Tốc. Năm 2022, Cát Tường vướng vào việc quảng cáo mua đồ phong thủy trá hình, bói tử vi trên trang cá nhân. Sau khi bị khán giả phản ứng, chị xóa bài đăng. Trước đó, năm 2020, khi thực hiện talk show cá nhân, chị cũng bị phản ứng khi chia sẻ chuyện đời tư gây tranh cãi như ghen ghét đồng nghiệp, trả thù tình địch, thừa nhận là người thứ ba. Cát Tường kết hôn với một Việt kiều vào năm 2003. Sau khi sinh con gái, cả hai nhanh chóng chia tay. Sau một lần đổ vỡ, hiện chị vẫn là mẹ đơn thân. Nữ diễn viên từng hẹn hò nhiều người nhưng rồi sớm chia tay.